Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, chào tất cả các anh chị em nha. Xin chúc ban phước cho hết thảy chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Rồi chúng ta có một buổi học lời Chúa đầy ơn phước của Ngài. Và tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào hết tất cả các anh chị em đang kết nối vào Hội Thánh. Nguyện Chúa giờ này đụng chạm tấm lòng anh chị em, ban phước cho và khiến cho tấm lòng của tất cả chúng ta được kết nối với nhau và cùng nhau được học bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta một lần nữa. Tôi xin nhắc lại là chúng ta đang ở trong loạt bài Tại Sao, không phải Tại Sao mà Ích Lợi của Việc Cầu Nguyện Hay Là Nói Tiếng Lạ. Chúng ta đang học bài học đó. Và tuần trước đó chúng ta học bài học đầu tiên, đó là Chúa muốn chúng ta sống trong vinh quang. Chúa muốn chúng ta sống trong vinh quang, trong quyền năng vinh quang của Ngài. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài học thứ hai là Tại Sao Cơ Đốc Nhân phải nói tiếng lạ. Nó có lý do. Ok ha. Đây là chủ đề mà buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Một lần nữa đó, tôi nói là anh chị em mình hãy đến với Chúa, để tất cả anh chị em mình hãy cùng cầu nguyện, và Chúa Thánh Linh sẽ sức dầu cho chúng ta trong chủ đề tối nay, để tất cả anh em mình cùng hiểu, cùng mở tấm lòng ra trước lời của Ngài. Và tôi hy vọng rằng qua cái bài học buổi hôm nay, chúng ta sẽ không còn xa lắm tiếng lạ nữa, không còn ác cảm với tiếng lạ nữa, không còn thờ ơ với tiếng lạ nữa, không còn chống đối tiếng lạ nữa. Và chúng ta sẽ hiểu tường tận tại sao Cơ Đốc Nhân, tức là tín đồ Tân Ước, cần nói tiếng lạ. Chúng ta học bài học đó. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và tôi hy vọng rằng Chúa chắc chắn ban phước cho hết thảy chúng ta, những người đã đang và sẽ kết nối vào Hội Thánh giờ này. Bây giờ tôi muốn tất cả anh chị em mình cùng nhau hiệp lòng cầu nguyện. Anh chị em ha, trước khi cầu nguyện đó, mình sửa soạn tấm lòng của mình thật bình an, vui mừng và nhẹ nhàng để chúng ta kết nối với Chúa. Nhẹ nhàng để chúng ta kết nối với Chúa. Không nên vội vàng, không có nên thủ tục, mà chúng ta hãy kết nối với Chúa trong sự nhẹ nhàng, yêu thương. Và tôi tin rằng Đức Thánh Linh giờ này đang vận hành giữa tất cả anh chị em mình. Cảm ơn Ngài, mấy anh chị em ha. Cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng, chúng con đến với Ngài giờ này. Chúng con cần sự ban phước của Ngài cho buổi học tối nay. Lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng, chúng con cần sự đồng chạm soi sáng của Ngài cho tâm linh chúng con trong buổi tối hôm nay. Chúa Thánh Linh ơi, hãy đến với mỗi một ông bà trên con giờ này. Còn cầu nguyện để chính Ngài khai mở tấm lòng chúng con, khai mở sự hiểu biết, khai mở tất cả những điều gì còn che khuất đối với tâm linh của chúng con. Lạy Chúa, cũng biết Ngài là giáo sư của chúng con. Ngài là vị giáo sư trọn đời để dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Và Ngài cũng chính là đấng khai mở lời Chúa để tất cả anh em con có thể hiểu được lời của Ngài và đem lại sự ích lợi tối đa. Lạy Chúa, trong danh của Giêsu quyền năng ngay giờ này, Chúa hãy đồng chạm chúng con. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hãy đồng chạm tất cả chúng con. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hãy đồng chạm tất cả chúng con. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hallelujah. 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 Hãy cầu nguyện lên trên. Tôi muốn tất cả anh chị em mình hãy cầu nguyện. Đừng một ai giờ này mà không cầu nguyện. Tất cả chúng ta hãy mở môi miệng mình ra và nói: Chúa, hãy ban cho con linh khôn ngoan và linh mặc khải để con hiểu Ngài, biết Ngài, nhận ra Ngài, để con có thể nghe được tiếng nói của Ngài, biết được những điều Ngài chỉ dạy và dẫn dắt lòng con. Lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng của cầu quyền, để thần của Ngài rơi chạm chúng con. Cha ơi, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, hãy đến với chúng con giờ này. Hãy đến với tất cả bạn trên chúng con giờ này. Bất kể anh bà anh chăm, ông bà anh chăm chúng con đã kết nối với livestream này bằng phương tiện gì và dù bất cứ ở nơi đâu, Chúa ơi, hãy đổ đầy chúng con giờ này trong danh Giêsu quyền năng. Đổ đầy chúng con giờ này trong danh Giêsu quyền năng. Đổ đầy chúng con giờ này trong danh Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hallelujah. Tôi cảm nhận Đức Thánh Linh đang rao chạm tất cả anh chị em đang kết nối với sự cầu nguyện này. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa bắt đầu gia tăng trên anh chị em. Anh đã bắt đầu thấy lòng mình bình an, nhẹ nhàng một cách khác lạ ngay giờ này. Anh em cảm nhận rằng mình được kết nối với đấng thiêng liêng, đấng mà anh em thờ phượng. Tôi muốn tất cả anh chị em hãy có được cái khả năng này, tức là khả năng nhận ra sự hiện diện của Thánh Linh khi mình cầu nguyện. Quyền năng của Ngài có thể đến trong tấm lòng anh chị em bằng một dấu chỉ rất lạ,
Đó là sự bình an, sự nhẹ nhàng chợt đến. Quyền năng đó cũng có thể đến trong tâm trí của anh chị em bằng một sự soi sáng khai phóng rất là rõ ràng, không ạ? Và Thánh Linh của Chúa cũng có thể đến với anh chị em qua những biểu hiện trên thân thể của mình. Người ta thấy nóng lên, thấy phấn khích, không ạ? Thấy có những cái biểu hiện vật lý trên thân thể của mình và nhiều cái dấu chỉ khác. Tôi muốn tất cả anh chị em hãy có cái kỹ năng nhạy bén với sự hiện diện của Đức Thánh Linh và có khả năng để khiến cho những điều hiện diện đó được gia tăng. Đó là điều rất đặc biệt và cần thiết anh chị em, rất cần thiết. Không ạ, chúng ta là một tín đồ tân ước, chúng ta đồng xa lạ với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đồng xa lạ với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Hãy quen thuộc với sự hiện diện của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Là tín đồ của tân ước, chúng ta cần liên tục cần sự hiện diện, sự rời chạm, sự đổ đầy, sự thăm viếng của Thánh Linh. Đó là sức mạnh và thành công của chúng ta. Đó chính là ngọn đèn cho chúng ta trong cuộc sống này. Đó là ánh sáng trên đường lối mà chúng ta đi. Đó là trí tuệ, là sự khôn ngoan của chúng ta trên đất này. Anh chị em cần phải luôn luôn nài xin và ở trong sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, là đấng được Cha sai đến để ở với anh em đời đời. Chúng ta đừng xa lạ với sự hiện diện của Thánh Linh. Amen. Một lần nữa anh chị em hãy cộng tác với tôi, và tất cả anh chị em hãy hết sức nhẹ nhàng nhắm mắt mình lại và nói: Chúa ơi, hãy đến thăm viếng con. Thánh Linh ơi, con cần Ngài. Hãy đến rời chạm tâm lòng con. Hãy đến cho con biết được rằng Ngài đang ở đây bên cạnh con. Cầu nguyện đi anh chị em. Cầu nguyện. Cầu nguyện một cách nhẹ nhàng, bình thản, tự tin và biết rằng Chúa đang ở bên cạnh anh chị em, ở xung quanh anh chị em, và Ngài muốn ban phước cho anh chị em giờ này. Tôi tin xác với 100% rằng Chúa Thánh Linh muốn ban phước cho anh chị em giờ này. Hãy nói với Chúa: con tin rằng con đón nhận sự thăm viếng, con đón nhận phước lành từ nơi Ngài, sự bình an, sự vui mừng, sự nhẹ nhàng, sự thảnh thơi, sự nghỉ ngơi trong tâm hồn của con giờ này. Con đón nhận dòng sông rời chạm này từ Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con cảm ơn Ngài. Cảm ơn thân của Đức Chúa Trời luôn bên cạnh con. Con cảm ơn sự chữa lành, sự nâng đỡ, sự khích lệ, sự thêm sức mà Ngài dành cho con. Trong danh của Jesus Christ quyền năng, con tôn cao Chúa của con giờ này. Con tôn cao đấng mà nhờ đã con nhận lãnh Thánh Linh. Đó là Jesus Christ người Nazareth đã được sức dầu, là Chúa, là chủ nhân của linh hồn con. Con thờ phượng Ngài giờ này. Nên mà hãy cầu nguyện nào. Mó một người hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Ô Cha, trong danh Jesus, hãy thăm viếng dân sự của Ngài, hãy thăm viếng hội thánh của Ngài, hãy thăm viếng những người nam, người nữ đang lắng nghe lời cầu nguyện này. Con cảm ơn Ngài. Nhân danh Chúa Jesus Christ quyền năng, tôi tuyên bố rằng linh anh em được kết nối với Đức Thánh Linh giờ này. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, tôi tuyên bố rằng linh anh em được kết nối với Đức Thánh Linh giờ này. Tôi tuyên bố một sự kết nối giờ này đang diễn ra. Một sự kết nối đang diễn ra trong danh của Chúa Jesus Christ quyền năng giờ này. Linh của anh em được kết nối với Thánh Linh giờ này. Tôi tuyên bố sự sáng ở trong căn phòng của anh chị. Sự sáng từ danh của Chúa Jesus trong căn phòng của anh chị. Tôi công bố sự sáng bởi danh của Chúa Jesus đến trong căn phòng của anh chị. Tôi phủ huyết của Chúa Jesus trên chị em giờ này. Tôi phủ huyết của Chúa Jesus lên chị em giờ này. Và anh chị bước vào sự kết nối với Đức Chúa Trời bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh giờ này. Hãy đón nhận. Hãy đón nhận trong danh Chúa Jesus quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Những ai đau yếu, bệnh tật, những ai có vấn đề trong sức khỏe, trong đời sống thường ngày, hãy biết rằng Chúa của chúng ta hoàn toàn có thẩm quyền cao hơn những nan đề của anh chị em. Tôi muốn khích lệ tất cả bạn xem, những ai đang ở trong vấn đề, những nan đề của cuộc sống, dù đó là bệnh tật, dù đó là tài chính, dù đó là gia đình, dù đó là những điều thuộc về ma quỷ, ác mộng, tà thuật rủa xa, hãy nghe tôi nói nè. Danh của Chúa Giêsu thì lớn hơn tất cả những điều mà anh chị em đang gặp. Cho nên anh chị em chỉ cần tin vào quyền năng nơi danh Chúa Giêsu, và hãy biết rằng Chúa yêu thương và luôn luôn muốn điều tốt cho anh chị em. Chúa Cha không bao giờ muốn tật bệnh cho con cái của Ngài, không bao giờ muốn ma quỷ cho con cái của Ngài, không bao giờ muốn nợ nần nghèo đói cho con cái của Ngài. Ngài không bao giờ muốn điều đó. Anh chị em hãy tin đi. Buổi tối hôm nay qua lời của Ngài, buổi tối hôm nay qua sự thân biến của Thánh Linh Ngài, tôi cầu chúc tất cả anh chị em sẽ nhận được sự giải cứu từ nơi Chúa, sự chữa lành từ nơi Chúa, sự nâng đỡ từ nơi Chúa, sự tự do từ nơi Chúa, và hãy đón nhận nó với đức tin, với tấm lòng cởi mở. Amen chị em. Hãy nói một nụ cười trước mặt Ngài, vui mừng trước mặt Ngài, vẫn giống như lời của Chúa nói đó. Anh chị em đọc trong các thi thiên, anh em sẽ thấy không ạ? Hãy lấy sự cảm tạ mà đến trước mặt Chúa, không? Hãy lấy sự ngợi khen mà vào hành lang của Chúa. Sự cảm tạ là tốt lành, sự ngợi khen là xứng đáng, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời cho những ai
kính sợ Ngài. À, Chúa là tốt và sự nhân từ Ngài còn đến đời đời cho những ai kính sợ Ngài. Cho nên tôi nói, nếu ông bà anh chị em là người tin cậy Chúa, kính sợ Chúa, tôi biết chắc một điều rằng Chúa đang rải sự nhân từ trên đời sống của ông bà anh chị em. Và hãy tin cậy rằng nan đề không thể vĩnh viễn ở trên đời sống của anh chị em, bệnh tật không thể vĩnh viễn, bất kể thứ gì trên đời này cũng không thể vĩnh viễn ở với anh chị em, bởi vì Chúa mới là đấng ở bên em đời đời. Hãy tin điều đó, và Ngài luôn muốn đem lại cho anh chị em những điều tốt nhất. Hãy tin cậy và đón nhận buổi tối ngày hôm nay em anh chị em. Một lần nữa tôi nói rằng anh chị em ơi, hãy đầy dậy Đức Thánh Linh. Anh chị em ơi, hãy được thâm viếng vào đây đức tin giờ này trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được đụng chạm bởi Chúa giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả mọi tâm linh hãy được khích lại giờ này, khích lại giờ này, khích lại giờ này, khích lại giờ này. Mọi tấm lòng hãy bình an giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi tấm lòng hãy được vui mừng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa, hãy đón nhận trong danh Chúa, hãy đón nhận trong danh Chúa, hãy đón nhận trong danh của Chúa, hãy đón nhận trong danh của Chúa giờ này. Cảm ơn Ngài Chúa. Con cầu nguyện để cho anh em con được phước. Mỗi linh hồn hãy được nâng đỡ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mỗi linh hồn nào chịu ảnh hưởng và lắng nghe lời cầu nguyện này, chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, hãy được phước trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được phước trên thân thể của mình, hãy có sức khỏe trên thân thể của mình, hãy được phước trong tâm linh của mình, hãy có sự khai mở soi sáng trong tâm linh của mình, hãy được phước trong phần hồn của mình, hãy được chữa lành trong cảm xúc, trong lý trí, trong ý chí của mình, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Còn tôi nói những điều đó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận, hãy đón nhận, hãy đón nhận. Còn cảm ơn Ngài lạy Chúa. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Tôi cầu nguyện cho anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Wow, cảm ơn Ngài. Tôi tin sự thăm viếng của Chúa giờ này đến. Sự thăm viếng của Chúa giờ này đến trên tất cả anh chị em. Tôi tin điều đó nên tôi nói, linh hồn anh chị em được phước buổi tối ngày hôm nay. Được phước buổi tối ngày hôm nay. Và tôi ao ước rằng tất cả anh chị em được đầy dậy Thánh Linh. Tôi ao ước tất cả anh chị em đều nói tiếng lạ và cầu nguyện tiếng lạ cả. Tôi ao ước tất cả anh chị em được nhúng chìm trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời buổi tối ngày hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Amen, 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 amen. Anh chị em ơi, trước khi chúng ta bắt đầu bài học, anh chị em ơi hãy chia sẻ live stream này trên trang cá nhân của mình càng nhiều càng tốt, để cho nhiều người được cứu, để cho nhiều người được khích lệ, để cho nhiều người được thay đổi đời sống. Dạ, thay đổi đời sống. Dạ, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôi tin và tôi tin xác quyết một điều rằng bất kỳ người nào được lời của Đức Chúa Trời chạm đến thì đời sống họ chắc chắn được thay đổi. Anh chị em amen với điều đó không ạ? Tôi nhắc lại nha. Tôi tin xác với một điều rằng bất kỳ người nào, không loại trừ bất kỳ một ai, bất kỳ người nào được lời Đức Chúa Trời chạm đến thì chắc chắn 100% đời sống họ được biến đổi. Đó là lý do tại sao mà tôi luôn 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 cần anh chị em chia sẻ trên live stream, chia sẻ trên các nhóm, chia sẻ trên mạng xã hội, trên chia sẻ trên trang cá nhân của mình lời của Chúa. Vì tôi biết trong lời của Đức Chúa Trời có quyền năng. Lời của Đức Chúa Trời có quyền năng để biến đổi người nghe, để tha tội cho người nghe, để rửa sạch người nghe, để thánh hóa người nghe. Những người nào vâng phục lời Đức Chúa Trời thì trở nên khôn ngoan và không còn sai lầm, không còn sa ngã nữa. Đời lời Đức Chúa Trời có quyền năng để thánh hóa một con người khi người đã mở lòng để đón nhận. Lời của Đức Chúa Trời cũng có quyền năng để soi sáng tâm trí của một người, khiến cho những người không được nhanh nhạy trở nên nhanh nhạy, những người kém thông minh trở nên thông minh, những người kém khôn ngoan trở nên khôn ngoan. Và lời Đức Chúa Trời còn có quyền năng chữa lành người ta. Không những chữa lành thân thể, còn chữa lành vào phần linh hồn, chữa lành vào phần tâm linh. Cho nên tôi nghiên cứu cho thấy lời Đức Chúa Trời quá thật là liệu thuốc, liệu thuốc gọi là trị bách bệnh cho thế giới này. Và cả thế gian này cần lời Đức Chúa Trời, chứ không cần gì đâu, cần lời của Chúa. Cảm ơn anh chị em. Cho nên tôi nói anh chị em hãy chia sẻ nha. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung bài học. Tôi nhắc lại, chúng ta đang ở trong chủ đề ích lợi của việc cầu nguyện bằng tiếng lạ. Và hôm nay chúng ta học bài thứ hai có mang tên là tại sao chúng ta là tín đồ tân ước cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện bằng tiếng lạ? Amen anh chị em ha. Chúng ta học rồi. Hôm nay chúng ta chưa vội nói về những cái ích lợi của việc cầu nguyện tiếng lạ. Chúng ta phải giải thích tại sao mà tín đồ tân ước lại cầu nguyện bằng tiếng lạ. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải giải thích. Để cho là nhiều người sẽ trả lời được câu hỏi là thế tôi không cầu nguyện tiếng lạ thì có sao không? Đúng không ạ? Tôi không cầu nguyện tiếng lạ, tôi không có nói tiếng lạ thì có sao không? Đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ đưa ra câu trả lời. Đó là vấn đề ha. Anh cho mình biết cựu ước là hình bóng của tân ước. Có nghĩa là khi chúng ta đọc cựu ước, chúng ta sẽ đọc về những cái vấn đề
mà nó sẽ xảy ra, nó sẽ được hoàn thành, nó sẽ được lý giải ở trong tân ước. Khi chúng ta đọc tân ước đó, thì chúng ta lại thấy một bức tranh nó hoàn thiện hơn, một bức tranh ở trong cựu ước nó được hoàn thiện hơn. Cho nên anh chị em, muốn hiểu được cựu ước, chúng ta phải đọc tân ước. Đó là cái lý do. Trong Hebrew chương 10 câu 1 có chép, chương 10 câu 1 có chép, những điều mà luật pháp chỉ ra đó, thì nó chính là cái hình bóng của những điều sẽ xảy đến. Anh chị em đọc sẽ thấy ha, trong Hebrew chương 10 câu số 1, và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tới lễ hàng năm hàng dân như vậy mà khiến cho kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Ý ở đây tác giả của thư Hebrew nói rằng những cái vấn đề mà người ta làm ở trong cựu ước đó, ví dụ như tế lễ rồi giết chiên lấy máu rưới, rồi là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, tất cả mọi những cái hình bóng đó, những cái việc làm đó, nó chỉ là hình là bóng của những điều thật sẽ xảy ra vào ngày sau, chứ nó không có cái gì là thật hết á. Anh em biết rồi ha. Cho nên là để mà mình lý giải được tại sao tín đồ tân ước phải nói tiếng lạ đó, thì mình phải nhìn vào cựu ước. Chúng ta phải đi từ cựu ước đi lên thì chúng ta mới trả lời được cái câu hỏi này một cách nó xác đáng. Anh em hiểu không ạ? Cho nên tôi cũng sẽ bắt đầu bằng cách đó. Bây giờ thì tôi nói một chút về cái ý nghĩa sáng tạo của Chúa kể từ sáng thế kỷ. Anh chị em thấy trong sách sáng thế kỷ, anh em đọc chương 2 và chương 3 của sáng thế kỷ, đây là cái chương mà Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người, đúng không ạ? Ngài lấy bụi đất, ngài nắng lên con người, ngài đặt ở trong vườn gọi là vườn Eden, đúng không? Vườn Eden. Chương 2, chương 3 anh em đọc sẽ thấy. Đó. Và ở trong cái sự sáng tạo này, chúng ta thấy có một cái điểm nổi bật là sau khi con người đã được tạo thành rồi, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời với con người có một cái sự giao tiếp, trò chuyện, có một cái sự trao đổi, trao đổi. Ví dụ anh chị em có thể đọc ở trong câu 15 chương 2, Giê-hô-va và Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trông và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Đây là một cái sự giao tiếp đầu tiên giữa con người và Đức Chúa Trời, giữa Đức Chúa Trời và con người, giữa đấng tạo hóa và tạo vật của Ngài. Có một sự giao tiếp, có một sự trò chuyện, có một sự nói chuyện, và con người và Đức Chúa Trời hiểu nhau, hiểu nhau hết. Giữa một đấng thần linh và một loài được dựng lên sống trong thân xác, có một sự giao tiếp, có một sự trao đổi thông tin. Đó. Và nên đọc tiếp trong chương 3 câu số 9, sau khi Adam Eva phạm tội đó, thì chúng ta sẽ thấy Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng, ngươi ở đâu? Nói chuyện y như là mình tưởng tượng ở đây là trong một cái gia đình, người cha đang đi tìm đứa con bị lạc. Rồi Adam thưa rằng, tôi đã nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõ lộ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã chỉ cho người biết rằng người lõ lộ? Người cả ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đã chăng? Thưa rằng, người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giờ và Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng, người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng, con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi. Khi chúng ta đọc bốn câu kinh thánh này, chúng ta thấy được cái sự trao đổi, một cuộc trò chuyện rất là rõ ràng, mạch lạc, tường minh giữa con người, hai con người đầu tiên là Adam Eva với Đức Chúa Trời. Đó. Vì vậy ở đây đó, tôi mới nói rằng cái ý nghĩa sáng tạo đầu tiên của Đức Chúa Trời là Ngài muốn tạo nên một dân, Ngài tạo nên một cái tạo vật giống như hình ảnh của Ngài. Và trong đó đó, cái sự giao tiếp, cái sự thông công, cái sự trao đổi giữa một đấng thần linh với loài người sống trong thân xác là điều mà Đức Chúa Trời đã định từ lúc ban đầu. Anh em nói giùm tôi cho đó nha. Nhưng có một điều là khi Adam Eva phạm tội rồi thì tội lỗi bắt đầu gia tăng, gia tăng một cách khủng khiếp. Kể từ ngày nó xảy ra cái chuyện giết người đầu tiên giữa anh em của Abel và Cain trong gia đình của Adam, thì tội lỗi bắt đầu gia tăng. Nó rưng ở trước cửa từng người, nó rưng ở trước từng cái việc làm, suy nghĩ của từng người, để nó bắt lấy, nó cai trị con người. Và tội lỗi đó gia tăng rất là nhanh chóng, và nó gia tăng đến một mức độ
đến một mức độ mà Đức Chúa Trời phải hủy diệt con người. Ông hủy diệt tất cả luôn, hủy diệt tất cả. Và may thay, có một gia đình của ông Noe, ông được sống. Anh em đọc trong Sáng Thế Ký sẽ thấy phải không ạ? Ở trong chương 6, trong chương 6 đó. Tại sao tôi nói những điều này? Để tôi muốn dẫn dắt anh chị em đi từng bước, nó có cơ sở. Trong chương 6 thì sự gian ác loài người rất là gia tăng. Đó, câu 1 đầu tiên đó. Và khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh con gái rồi, con trai rồi, thì có cái chuyện xảy ra giữa các con trai loài người và con gái loài người ăn ở với nhau, rồi sinh ra những người cao lớn trên đất. Trong câu 5 chết, Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách mình đã dẫn đến loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng lên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Anh chị thấy chưa? Và sự hủy diệt của loài người đã xảy ra, con người chết sạch và không còn một cái mầm mống gian ác nào trên đất, ngoại trừ gia đình 8 người của ông Noe là người mà Đức Chúa Trời được cho là công bình từ thời bây giờ. Ok cho anh chị đó. Và đến một cái nơi, khi mà đến một cái chỗ khi mà Noe đã đóng tàu xong rồi là thoát khỏi cơn lũ lụt xong, thì tưởng chừng như là loài người sẽ không còn gian ác. Nhưng mà anh em thấy đó, sự đó cũng không bao giờ xảy ra được. Anh em đọc trong chương 11, trong chỗ cái câu chuyện thác Ba Bên, anh em sẽ thấy loài người bắt đầu lại sinh ra trong dòng dõi của Noe đó, lại sinh ra và đầy dẫy khắp đất. Và họ trở nên kiêu ngạo, họ trở nên cực kỳ là gian ác một lần nữa, và họ xây dựng tháp Ba Bên, dựng lên một cái tháp cao chót vót đến tận trời để làm rạng danh của họ khắp mọi nơi. Anh thấy chưa? Đây là cái chỗ mà chúng ta thấy là gì ạ? Tôi muốn dẫn dắt những điều đó để cho chúng ta thấy được rằng cái kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời đã vì tội lỗi mà nó bị phá sản hoàn toàn. Vì tội lỗi do bước vào đời sống của Eva mà kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời để tạo nên một dòng giống con người, trong một lúc để cho dòng giống đó với Đức Chúa Trời là thần linh, có sự giao tiếp, có sự trò chuyện, có sự nói chuyện, có sự thông công với nhau, đã bị phá sản hoàn toàn. Mặc dù Đức Chúa Trời đã rất nhiều lần muốn phục dựng cái điều này, đúng không ạ? Mặc dù Chúa muốn hủy diệt tất cả con người đi, nhưng mà rồi Chúa vẫn thương tình, thương xót để cứu 8 người trong gia đình Noe. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời với lòng nhân từ của Ngài, Ngài muốn trong dòng dõi Noe này được sinh ra một dòng dõi không nộp mình cho tội lỗi, được công bình, công chính, kính sợ Đức Chúa Trời như tổ phụ của họ là Noe. Nhưng mà cuối cùng một lần nữa nó đã không thành, thần của Đức Chúa Trời đã không còn ở trong loài người nữa. Loài người từ nay chỉ sống 120 tuổi mà thôi. Anh em đọc câu chuyện đó rồi phải không ạ? Thần Đức Chúa Trời không còn hằng ở trong con người nữa, tức là không còn biện hộ, biện minh ở trong, giao tiếp với con người được nữa. Kể từ đó chấm dứt. Nhưng Đức Chúa Trời thì Ngài không bỏ kế hoạch của Ngài. Anh em nghe không? Và kế hoạch của Ngài phải được khôi phục. Phải được khôi phục qua gì? Ngài tạo ra một dân thánh từ Sáng Thế Ký chương thứ 12 qua tổ phụ Abraham. Bây giờ thì Chúa không hủy diệt con người nữa, nhưng giữa những dòng dõi gian ác đó, Ngài chọn một con người gọi là Abraham. Abraham được dựng lên để rồi Đức Chúa Trời hy vọng qua dòng dõi Abraham sẽ có được một dân thánh, là một dân mà Đức Chúa Trời có thể giao tiếp, có thể truyền đạt ý muốn của Ngài, để hoàn thành ý muốn của Ngài, để có thể nghe Ngài, để có thể giao tiếp với Ngài. Đó là dân Israel. Anh chị em có thể đọc thấy điều này ở trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 19 câu 4 đến câu 6. Tôi đọc anh chị em cùng nghe nha. Xuất Ê-díp-tô Ký chương 19 câu 4 đến câu 6. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ê-díp-tô. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thì tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta, bởi như lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Đọc đến câu này thì anh em sẽ hiểu được rằng tại sao Đức Chúa Trời chọn Abraham.
Tại sao Đức Chúa Trời chọn lấy dân Do Thái? Hả? Bởi vì Ngài hy vọng rằng Ngài có thể giữa muôn dân muôn nước trên đất này, giữa sự gian ác cùng cực trên đất này, Ngài có thể có được một dân thánh, tức là một dân biệt riêng cho Ngài, thuộc về Ngài, dân đó làm thầy tế lễ cho Ngài. Anh em có hiểu cái ý nghĩa của thầy tế lễ không ạ? Dân thầy tế lễ có nghĩa là dân có thể giao tiếp trực tiếp với Đức Chúa Trời để chuyển tải ý nghĩ của Ngài, công trình của Ngài, tiếng nói của Ngài, lời phán của Ngài cho những người khác. Đó. Nó giống như trở lại như Adam Eva có thể trực tiếp nói chuyện với Ngài vậy đó. Rồi, anh em hiểu không ạ? Và cái việc này nó diễn ra tại núi Sinai. À, cái đoạn kinh thánh mà anh chị vừa đọc á, diễn ra tại núi Sinai. Nghĩa là Đức Chúa Trời hiện ra trên núi Sinai. Đức Chúa Trời hiện ra trong sóng chớp vang rền, khói tỏa khắp ngọn núi để chuyển tải cho Môi-se là tôi tớ của Ngài, ý chỉ của Ngài. Ngài muốn được trực tiếp nói chuyện với dân Israel. Ngài muốn ban luật pháp cho họ, Ngài muốn làm Đức Chúa Trời của họ, Ngài muốn ở giữa họ, Ngài muốn ngự giữa họ, bày tỏ vinh quang giữa họ, và để cho muôn dân muôn nước trên trái đất này nhìn vào và thấy rằng Israel là một dân tộc có Đức Chúa Trời, có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời, có thể bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, có thể chuyển tải chính xác ý muốn của Đức Chúa Trời cho những dân tộc khác. À, đây là cái ý tưởng của Đức Chúa Trời muốn khôi phục, đúng không ạ? Rồi, tuy nhiên anh chị em nhìn ra sẽ thấy. À, nếu mà anh em đọc cả cửa là anh em sẽ thấy trong 40 năm đi trong đồng vắng thì dân tộc Do Thái này hầu hết là lầm bầm, chống nghịch, thờ thần tượng, không vâng lời, sợ hãi, thối lui, phạm tội ở trước mặt Chúa. Anh em cả đồng ý và thấy điều đó không ạ? Rõ ràng là điều đó. Mặc dù ở tại núi Sinai họ đã nhìn thấy Đức Chúa Trời hiện ra bằng mắt thường nha, hiện ra họ vui vẻ ăn uống trong sự hiện diện của Chúa, họ chứng kiến rất nhiều dấu kỳ phép lạ mà Đức Chúa Trời làm, thậm chí họ nhìn thấy vinh quang của Chúa bày tỏ cả trên khuôn mặt của Môi-se là người lãnh tụ của họ lúc bấy giờ. Tuy nhiên bao nhiêu năm tháng đi trong sa mạc thì phần lớn họ chống nghịch, phần lớn họ bội nghịch. Rồi khi họ thành lập một nhà nước, một dân, họ cũng tiếp tục con đường đó. Rất ít có những tôi tớ của Chúa trong dân Israel vâng phục Ngài một cách trọn vẹn như David, như Josaphat, như Ê-xê-chia, vân vân, rất hiếm. Bao nhiêu đời vua họ đều phản nghịch. Anh chị em thấy không ạ? Như vậy ở đây chúng ta thấy tại sao mà Đức Chúa Trời dẫn dân sự của Ngài tại núi Sinai và Ngài hiện ra cho họ. Lý do sao nè? Đó là Ngài muốn tìm kiếm một dân để có thể trò chuyện, trao đổi, thông công, nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời để thực hành ý muốn của Ngài trên đất này. Amen chưa? Đó là cái chỗ mà chúng ta cần nắm. Như vậy từ Sáng Thế Ký cho đến Xuất Ai Cập Ký, cái nhu cầu giao tiếp của con người với Đức Chúa Trời phải được khôi phục. Chúa luôn luôn muốn khôi phục nó. Anh chị em có thể ghi xuống vào sổ nhật ký cho học của mình, đây là cái điểm chính yếu. Từ Sáng Thế Ký cho đến Xuất Ai Cập Ký, tức là những cái buổi sáng thế ban đầu, cái chuyện khôi phục lại cái sự giao tiếp trực tiếp giữa Đức Chúa Trời và con người là mục đích tối hậu mà Đức Chúa Trời cần thiết lập ngay trên đất này. Cần thiết lập. Đây là chỗ mà Đức Chúa Trời khao khát làm, mong muốn làm, và Ngài nhanh chóng làm. Lúc nào Ngài cũng nghĩ về điều đó, vì Ngài là một đấng yêu thương, và Ngài tạo dựng ra con người theo hình bóng của Ngài. Ngài không thể không giao tiếp với họ, Ngài không thể không trò chuyện với họ, Ngài không thể không trao đổi với họ. Đây là chỗ mà Ngài không thể chịu đựng được trong cái ý nghĩa sáng tạo của Ngài. Tôi muốn nói điều này để cho anh chị em nắm được cái tấm lòng của Đức Chúa Trời. Anh chị em cứ lấy ví dụ đi trong chính con người của anh chị em thôi. Nếu anh chị em thực sự yêu thương một người nào, hết cả tấm lòng yêu quý một người nào, mà anh chị em không thể nói chuyện, không thể trao đổi, không thể giao tiếp, không thể gặp gỡ người đó, anh chị em chịu được không? Học tôi hỏi thiệt là anh chị em có thể chịu được hay không? Tôi tin rằng hầu hết tất cả anh chị em sẽ trả lời là không thể chịu đựng được, có đúng không? Ví dụ anh em sinh ra một đứa con, anh em yêu quý nó, anh em hết lòng gọi là quý mến nó, mà vì lý do nào đó anh em không thể nói chuyện, không thể giao tiếp, bị ngăn trở, không thể trao đổi, không thể thông công, không thể rời chạm, anh em chịu được không? Chắc chắn là không. Và từ chỗ này tôi muốn anh em liên hệ chính tình cảm của mình với chính Đức Chúa Trời. Ngài tạo dựng ra con người là đối tượng yêu thương của Ngài, và tội lỗi đã khiến cho điều đó bị ngăn trở, tình yêu của Ngài đã bị ngăn trở, sự giao tiếp của Ngài đối với con người đã bị ngăn trở.
và Ngài không thể nào có thể chịu đựng được điều này. Không thể. Tôi biết một điều rằng mỗi ngày Ngài nhìn xuống thế giới này, Ngài nhìn thấy tạo vật của Ngài đau khổ trong bệnh tật, trong tội lỗi, trong ma quỷ, tấm lòng Ngài vô cùng đau đớn. Tôi có đọc một vài câu kinh thánh trong Cựu Ước đó. Ngài nói khi dân Ngài đau đớn thì Ngài cũng đau đớn. Ngài nói rằng dù núi dời đời chuyển nhưng lòng nhân từ của Ngài đối với dân Ngài không bao giờ thay đổi. Ngài nói rằng Ngài quý dân Ngài như con ngươi của mắt Ngài. Ai đụng đến dân Ngài là đụng đến con ngươi của mắt Ngài. Tôi trích một vài câu kinh thánh đó để cho anh chị em thấm hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài, dành cho tạo vật của Ngài. Và cái tấm lòng mong mỏi, cái sức mạnh của tình yêu đó đã thúc giục Ngài luôn luôn có một kế hoạch để khôi phục lại cái sự tương giao, cái sự giao tiếp giữa con người với chính Đức Chúa Trời. Và anh em thấy đó, sáng thế kỷ bởi tội lỗi đã phá hủy điều đó. Không ạ? Rồi tại núi Sinai, Chúa cũng rất hết lòng với dân sự của Ngài, nhưng cái sự giao tiếp của Ngài với dân sự Ngài cũng rất hạn chế. Rất hạn chế. Mặc dù tại núi Sinai anh chị em đọc đó, anh chị em đọc câu kinh thánh mà anh chị em tôi đọc vừa anh chị em thấy đó. Chúa nói nè, vậy bây giờ nếu các ngươi vâng giữ lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel. Tụi anh chị em chú ý câu kinh thánh này để thấy được cái ý nghĩa thâm sâu của nó. Ở đây Đức Chúa Trời nói với Môi-se, bảo Môi-se hãy truyền lại cho dân Israel rằng Đức Chúa Trời muốn cả dân Israel thành một nước thầy tế lễ. Đức Chúa Trời muốn nói chuyện với tất cả mọi người Israel. Đức Chúa Trời muốn nói chuyện với cả một đất nước này, và đất nước này đất nước biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Anh chị em hiểu không ạ? Chứ không phải Đức Chúa Trời chỉ nói chuyện với một vài con người đặc biệt. Đức Chúa Trời không có muốn nói chuyện chỉ với Môi-se. Ngài không muốn nói chuyện chỉ với Aaron. Ngài không muốn nói chuyện chỉ một vài người. Không. Đây là cái thời khắc được thiết lập tại núi Sinai. Đức Chúa Trời muốn nói chuyện với tất cả dân sự của Ngài. Anh chị em ghi chi tiết này xuống cho tao nha. Đức Chúa Trời không chỉ nói chuyện với một vài người. Từ đầu tiên Đức Chúa Trời muốn nói chuyện với cả dân sự của Ngài. Cả dân sự của Ngài. Anh chị em ghi nhớ. Các ngươi. Trong câu kinh thánh tôi vừa đọc cho anh chị em, trong suốt kỳ giúp tôi ký chương 19 đó, câu 4 đến câu 6 đó, anh em thấy Đức Chúa Trời muốn giao tiếp với tất cả dân sự của Ngài. Nhưng như tôi nói đó, kế hoạch tại núi Sinai một lần nữa cũng bị phá sản bởi tội lỗi cứng đầu của dân Israel. Và cuối cùng thì Đức Chúa Trời chỉ có thể nói chuyện được với anh chị em trong Cựu Ước. Ngài chỉ nói chuyện được với vua, thầy tế lễ và tiên tri. Hết. Chỉ một vài những con người đặc biệt thôi. Còn toàn thể hàng triệu dân của Ngài hoàn toàn bị ngăn cách. Đây là một chỗ hết sức là đau buồn. Nhưng tôi nói anh chị em ạ, Chúa không dừng kế hoạch của Ngài. Và đó là lý do Đấng Christ Jesus giáng sinh. Đấng Christ Jesus giáng sinh để làm gì? Một lần nữa cũng tạo ra một dân cho Ngài, cũng là dân thánh của Ngài. Anh em đọc trong Phi-rơ nhất, anh em sẽ thấy Phi-rơ nhất chương 5, anh em sẽ thấy ha. Tôi đọc cho anh em nghe. Đây tôi đọc anh chị nghe. Phi-rơ nhất chương 2 câu 9 câu 10 ha. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Phi-rơ nhất chương 2 câu 9 câu 10, anh chị em đọc đã nghe rồi phải không ạ? Như vậy Đấng Christ ra đời, Đấng Christ giáng sinh, Đấng Christ chết trên thập tự giá, Đấng Christ phục sinh để làm gì? Lại một lần nữa tạo ra một dân. Và dân này gọi là gì ạ? Chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân được biệt riêng cho Ngài. Và tôi nói anh chị em biết Đức Chúa Trời ao ước điều gì không? Đức Chúa Trời luôn ao ước, và sự ao ước của Ngài không hề thay đổi. Ngài muốn được trò chuyện trực tiếp với mỗi con dân của Ngài.
Ok chưa? Ngài muốn được trò chuyện trực tiếp với mỗi công dân của Ngài, không phải Ngài chỉ nói chuyện với một vài người đặc biệt. Cái điều đó hoàn toàn nó không có ý nghĩa gì đối với Đức Chúa Trời cả. Ngài không thỏa lòng về điều đó, Ngài không hài lòng về điều đó. Ngài bây giờ Ngài không còn chỉ thỏa lòng với chuyện nói chuyện với ông vua, với thầy tế lễ, với một vài tiên tri đặc biệt, không. Ngài muốn nói chuyện với tất cả con dân của Ngài. Cho nên Ngài tạo ra một dân. Anh em hiểu không? Rồi, bây giờ tôi sẽ đọc tiếp cho anh chị em nghe. Dân chương 4. Đây là câu chuyện mà chính Chúa Giêsu nói với người thiếu phụ Samari. Đúng không? Người thiếu phụ Samari thắc mắc hỏi Chúa, là người ta nói rằng chúng ta phải thờ phượng Chúa trên núi này, rồi người khác thì nói là phải thờ phượng Chúa tại Jerusalem. Bây giờ thì không biết ở đâu là đúng. Và bà nói rằng khi Đấng Christ đến thì Ngài sẽ chỉ dẫn cho chúng tôi hết tất cả mọi điều đó, để cho chúng tôi có thể biết chúng tôi phải thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào cho đúng. Thì lúc đó Chúa Giêsu mới trả lời với thiếu phụ Samari như thế này. Tao đọc anh chị em nghe nha. Câu 21 chương 4. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lạy Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giuđa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lễ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Câu 24. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lại. Tôi muốn nhắc lại câu kinh thánh: Đức Chúa Trời là thần, ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lễ thật mà thờ lại. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lễ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ta ưa thích vậy. Đây là Chúa Giêsu đang nói về những tín đồ tân ước. Đây là Chúa Giêsu đang nói với thiếu phụ Samari về một dân thánh trong tương lai, một dân thánh mà qua Đấng Christ sẽ được tạo nên, dựng nên, sinh ra cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã không đạt được ý muốn của Ngài qua Adam Eva. Đức Chúa Trời một lần nữa không đạt được ý muốn của Ngài qua dân Israel. Bây giờ Đức Chúa Trời sẽ dựng lên một dân qua Đấng Christ của Ngài, và dân đó chắc chắn sẽ đạt được ý muốn của Ngài, vì họ sẽ biết cách thờ phượng Cha trong tâm thần và trong lễ thật. Và đó chính là những người mà Cha tìm kiếm, đó là những người mà thờ phượng theo đúng bản chất mà Đức Chúa Trời mong muốn, vì Đức Chúa Trời là thần. Ok, tới chỗ này tôi nghĩ anh chị em mường tượng hiểu được tôi đang muốn nói điều gì. Tôi đang muốn nói rằng những tín đồ tân ước đó, được Đức Chúa Trời ban cho một công cụ để giao tiếp trực tiếp với Đức Chúa Trời, mà công cụ này không tìm thấy ở trong Sáng Thế Ký, không tìm thấy ở trong dân Israel, nhưng tìm thấy ở trong những tín đồ tân ước được cứu chuộc, được tái sanh bởi Chúa Giêsu Christ là đấng được sức dầu của Đức Chúa Trời. Anh chị biết công cụ đó là gì không? Công cụ giao tiếp đó là gì không? Công cụ giao tiếp mà mỗi con cái Ngài đều có để nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời là gì không? Đó là tiếng lạ. Tiếng lạ là dấu hiệu duy nhất, độc tôn, đặc biệt của tín đồ tân ước. Đó là công cụ đặc biệt, duy nhất, độc tôn, rất là mâu nhiệm để cho mỗi một tín đồ tân ước có thể nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời trong tâm thần và trong lễ thật. Tạo đạo anh chị nghe một vài câu kinh thánh nha. Trong Côrintô nhất chương 12, chương 14 chứ, Côrintô nhất chương 14. Okay. Rồi anh chị nghe nha. Côrintô nhất chương 14 câu 2. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Ta đọc lại để cho anh em thấm vào trong tâm linh nha, để anh em trả lời được câu hỏi tại sao tín đồ tân ước phải nói tiếng lạ. Anh em hiểu không ạ? Ta đọc lại nha. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Bây giờ tôi hỏi ngược lại tất cả anh chị em, 430 mấy anh chị em đang trên live stream, nếu một người đã có thể tự do nói chuyện được với Đức Chúa Trời trong tâm thần thì Đức Chúa Trời thỏa lòng chưa? Đức Chúa Trời đã đạt được ý muốn ban đầu của Ngài chưa? Ý muốn ban đầu của Ngài là muốn giao tiếp
trực tiếp với toàn bộ dân sự của Ngài, trò chuyện với dân sự của Ngài, thổ lộ tấm lòng của Ngài, bày tỏ ý muốn của Ngài, dẫn dắt dân sự của Ngài, chỉ bảo là dân sự của Ngài. Ý muốn ban đầu của Chúa Trời là vậy đó. Bây giờ nếu có một người mà nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời, không ai ngăn trở, không còn điều gì ngăn trở, không còn tội lỗi ngăn trở, không còn Satan ngăn trở, không còn xác thịt ngăn trở, thì Đức Chúa Trời thỏa lòng chứ? Tôi nghĩ Ngài rất thỏa lòng. Và thưa ông bà anh chị em, tôi nói rất chậm rãi ở đây, chỉ có tiếng lạ mới đáp ứng được nhu cầu này. Chỉ có người nói tiếng lạ mới đáp ứng được nhu cầu này. Vì Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với con người, bèn là nói với Đức Chúa Trời, vì không ai hiểu. Đấy là trong tâm thần mà người đó nói lời mầu nhiệm với Chúa trực tiếp, không qua tiên tri, không qua ông vua, không qua thầy tế lễ, không qua một công cụ xác thịt nào, không qua bất cứ một thứ gì. Con người ta trực tiếp nói chuyện với Chúa. Và đây chính là người thờ phượng trong tâm thần, thờ phượng trong lễ thật, nói chuyện với Chúa một cách trực tiếp trong tâm thần và trong lễ thật. Anh em thấy không ạ? Đây là chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý. Đó. Đó là lý do tại sao mà sứ đồ Phaolô nói rằng ông mong muốn hết thảy mọi người đều nói tiếng lạ. Ông mong muốn hết thảy tất cả mọi người đều nói được tiếng lạ. Phaolô nói thế vì ông hiểu rằng cái người nói tiếng lạ, cầu nguyện trong tiếng lạ, là một đã nhận được cái đặc ân mới, đặc ân đặc biệt của dân Đức Chúa Trời trong tăng ước, là cái điều mà Đức Chúa Trời mong mỏi rằng họ có thể trò chuyện trực tiếp, trao đổi với Ngài và không điều gì ngăn trở được nữa. Anh em đọc đi trong Roma chương 8 câu 26. Tôi đọc tiếng cho nghe nha. Roma chương 8 câu 26. Cũng một lời ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta, vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng. Nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta, đánh dò xét lòng người, hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Anh em thấy không ạ? Khi chúng ta là con người nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ nè, nói chuyện bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng mà theo ngôn ngữ tự nhiên, chúng ta có những hạn chế của nó. Đôi khi lời cầu nguyện của chúng ta rất hay, nhưng mà nó lại đôi khi nó không đúng ý Chúa. Đôi khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói rất là văn hoa, nhưng mà đôi khi đó không phải là những lời cần thiết phải nói với Đức Chúa Trời. Anh em hiểu ý mà. Cho nên ở đây Đức Kinh Thánh nói rằng Ngài phải đến giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Yếu đuối chỗ nào? Vì chúng ta chẳng biết mình sự mình phải cầu nguyện như thế nào cho đúng, không biết. Chúng ta hoàn toàn, cái trí tuệ của chúng ta, con người xác thịt của chúng ta đã bị đánh mất cái phần giao tiếp với Đức Chúa Trời, và chúng ta không còn nhận được sự chỉ dẫn một cách sâu sắc từ Chúa nữa, không có khả năng để biết ý muốn của Đức Chúa Trời một cách trực tiếp nữa. Cho nên lời nói của chúng ta, sự cầu nguyện chúng ta hoàn toàn là rất chủ quan, rất chủ quan, và chúng ta sẽ không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn được. Và đó là lý do Đức Thánh Linh phải đến để giúp đỡ chúng ta. Giúp đỡ gì? Giúp đỡ trong sự cầu nguyện của chúng ta, giúp đỡ trong sự trò chuyện của chúng ta, giúp đỡ trong cái sự thông công của chúng ta với chính Đức Chúa Trời. Qua gì? Một công cụ rất đặc biệt, đó là nói tiếng mới. Anh chị em, nói tiếng mới. Tôi nghĩ đến đây, anh chị em sẽ trả lời được câu hỏi là tại sao tín đồ tân ước phải nói tiếng mới. Em trả lời được rồi gì? Rất đơn giản, dễ hiểu không ạ? Và chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu có thiện cảm với tiếng lạ. Có thiện cảm với tiếng lạ, có thiện cảm ngay, bởi vì là vì sợ mình thiếu hiểu biết đó. Tức là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một công cụ để nói chuyện với Ngài, mà chúng ta cứ tránh cái công cụ này. Anh em hiểu ý không ạ? Bây giờ anh em yêu thương một người nào đó, anh em bị chia cắt bằng cách nào đó, người đó không hiểu anh chị em, không bao giờ có thể nói chuyện trực tiếp, mà bây giờ có một công cụ để cho người đó có thể nói chuyện với anh chị em qua một cái điện thoại, qua cái gì mà người đó nó không được, sợ lắm, không bao giờ tôi có thể cầm cái này lên để tôi nói được, tôi sợ lắm, không thể được. Thì anh em thất vọng không? Rất là thất vọng, rất là thất vọng. Và người kia nói không đâu, tôi ban cho anh cái này để giao tiếp với tôi, để nói chuyện với tôi, hàng ngàn cái số tôi có thể nghe được, anh dừng đi. Mình mà cứ nói sợ lắm, tôi không thể nào sử dụng cái này, tôi không cần sử dụng cái này thôi. Và cuối cùng sao? Không có một cái gì tròn vẹn trong sự giao tiếp. Tôi không nói với anh chị em rằng là chúng ta không có tiếng lạ là chúng ta không thể giao tiếp với Đức Chúa Trời. Vâng, anh chị em có thể cầu nguyện bằng tiếng Việt, có thể giao tiếp với Đức Chúa Trời.
anh chị em cầu nguyện có thể nói, có thể được. Nhưng cái sự mà mình cầu nguyện bằng tâm trí đó, nó có những giới hạn của nó. Có những thứ mình không thể giải bày, có những thứ mình không thể bộc lộ, có những thứ mình không thể nói hết, có những thứ mình không thể biết hết để trình bày, để nói chuyện với Đức Chúa Trời. Chúa muốn con cái của Ngài hiệu quả hơn, Chúa muốn con cái của Ngài kết quả hơn, Chúa muốn con cái của Ngài biết được sự dẫn dắt của Ngài một cách rõ ràng hơn, rành mạch hơn, chính xác hơn. Chúa muốn con cái của Ngài có thể bước vào một đời sống siêu nhiên một cách rất đặc biệt hơn qua công cụ đầu tiên, đó là công cụ giao tiếp, nói tiếng lạ. Anh chị hiểu ý không ạ? Đó là lý do. Đó. Nếu chúng ta không có sử dụng cái công cụ giao tiếp này, rất thiệt hại, rất thiệt hại. Vì Kinh Thánh trong Côrintô nhất chương 14 chép tiếp rằng người nói tiếng lạ thì tự gây dựng chính mình, gây dựng mình để phù hợp, gây dựng mình để phù hợp với tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn ở có một con người giao tiếp với Ngài, muốn có một con người là chức thầy tế lễ với Ngài, muốn có một con người mà có thể trực tiếp nhận chỉ thị từ Ngài để phục vụ, để làm việc, để bày tỏ ý muốn của Ngài cho người khác, đúng không ạ? Vì vậy cho nên ở trong Giu-đê đó, không, Giu-đê câu 20 anh chị đọc nhiều lần là biết rồi, câu Kinh Thánh, vì Giu-đê là cái sách này nó có một chương thôi, và cái câu này nói sao anh chị em? Về phần anh em, hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, hãy nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện, hãy xây dựng trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Anh chị em đọc chưa? Giu-đê câu 20 đó, Giu-đê câu 20 nè, phải không? Hỏi kẻ rất yêu dấu. Về phần anh em, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Cầu nguyện trong linh, cầu nguyện trong linh, trong tâm thần. Mà cầu nguyện trong tâm thần sạch nhất là cầu nguyện bằng ngôn ngữ mới. Đó, nhìn thấy chưa? Điểm tiếp theo mà tôi nói với anh chị em, đây là một dấu hiệu mà Đức Chúa Trời ban cho, giống như là một cái một cái sự đánh dấu, một cái sự phân biệt giữa những cái người mà được tái sanh trở thành con cái của Đức Chúa Trời trong thời đại tân ước. Đó là trong Mác chương 16 câu 17. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng lớn mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hãy đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Anh em thấy không ạ? Kẻ tin sẽ có các dấu này. Nếu anh chị em chúng ta là những người tin Chúa, là những người được tái sanh, anh chị em sẽ có các dấu này. Các dấu này nó sẽ đi theo. Anh em đặt tay người bệnh, tự động người bệnh lành. Anh em lấy danh của Chúa trừ quỷ, quỷ nó phải đi. Không ạ? Rồi gì? Có một điều rất đặc biệt trong này là dùng tiếng mới mà nói. Dùng tiếng mới mà nói. Đây là dấu hiệu của tín đồ tân ước. Dấu hiệu của con cái Đức Chúa Trời. Rất là lạ lùng mà Chúa Giê-xu đã nói. Đây là lời Chúa Giê-xu nói. Cho nên buổi tối hôm nay đó, anh chị em thấy tại sao tín đồ tân ước phải nói tiếng mới? Vì đó là yêu cầu cần phải có của một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là người trực tiếp nói chuyện với Đức Chúa Trời, là người trực tiếp mà không qua một trung gian, không qua một công cụ trung gian nào. Anh em theo. Và tôi nói lại với anh chị em rằng Côrintô nhất chương 14 khẳng định rằng người nói tiếng lạ là người trực tiếp nói chuyện với Đức Chúa Trời. Ở đâu? Trong tâm thần. Trong tâm thần. Chúa là thần. Mình muốn nói chuyện trực tiếp với Chúa phải nói trong tâm thần. Chúa có hiện ra ở đây để tay mình rờ, mắt mình thấy, không ạ? Đức Chúa Trời không phải đấng đó. Đức Chúa Trời là thần. Anh chị em muốn giao tiếp với Chúa phải giao tiếp trong tâm thần, bằng một ngôn ngữ ở trong tâm thần. Và tôi nói với anh chị em, chỉ có tín đồ tân ước mới có khả năng đó, mới có công cụ đó. Và tôi nói cho em công cụ đó chính là tiếng lạ. Công cụ đó là tiếng lạ. Cho nên em đừng ngạc nhiên tại sao trong công vụ các sứ đồ đầu tiên rất là sốt sắng cái chuyện hễ những ai tái sanh rồi, hễ những ai nhận báp têm rồi, hễ những ai tin Chúa Giê-xu rồi, thì họ rất sốt sắng được cầu nguyện cho người đó nhận Thánh Linh, được Thánh Linh giáng lên để họ được nói tiên tri, nói tiếng mới, và họ trở thành gì ạ? Một dân thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, một dân có thể bước vào sự siêu nhiên của Đức Chúa Trời, hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, có thể chuyển tải ý muốn của Đức Chúa Trời một cách chính xác cho tất cả những người khác. Cho nên tôi nói với anh chị em, tiếng lạ rất quan trọng. Tiếng lạ cái cửa, tiếng lạ là công cụ, tiếng lạ chính là cái đặc ơn mà chính Chúa Giê-xu đã ban cho con cái của Ngài trong thời đại thân ước này, để
là một dân thầy tế lễ có thể trực tiếp nói chuyện với Đức Chúa Trời. Amen. Tôi hy vọng rằng anh chị em hiểu được ý tôi muốn chuyển tải buổi tối hôm nay qua bài học này với tựa đề tại sao tín đồ tân ước phải nói tiếng lạ. Và những anh em nào chưa nhận được báp têm Thánh Linh, hãy khát khao đi, rất khát khao đi anh chị em, vì đây là đặc ơn, đây là món quà quý giá. Đừng sợ, đừng từ bỏ, đừng coi thường, đừng hời hợt, vì thực sự anh chị em nhận được báp têm Thánh Linh, nhận được ngôn ngữ mới để nói, đây là anh em đã bước vào cái ý muốn trọn vẹn tốt lành của Đức Chúa Trời dành cho anh chị em đó. Chị em à, ý muốn trọn vẹn tốt lành dành cho anh chị em đó. Cho nên tôi nhắc lại câu Kinh Thánh trước khi tôi kết thúc ở đây, trong Con Tôi Nhất chương 14. Hãy nôn nã, câu 1 đó, hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Ước ao các sự ban cho thiêng liêng. Các sự ban cho thiêng liêng này, trong đó có bao gồm nói tiếng lạ. Anh chị em ha. Cho nên anh chị em phải khát khao, phải ước ao để mình đón nhận điều này. Và khi chúng ta có thể trực tiếp nói chuyện với Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ rất là được phước và được gây dựng. Ok anh chị em, xin Chúa ban phước cho tất cả anh chị em, những người theo dõi bài học buổi tối ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Tôi tin rằng tôi tin rằng anh chị em được phước qua những lời này. Và những anh chị em có những cái định kiến đối với tiếng lạ, những anh em có những sự chưa hiểu biết về tiếng lạ, những anh em có cái sự sợ hãi về tiếng lạ, những anh em thậm chí chống đối tiếng lạ, tôi hy vọng rằng ngày hôm nay Đức Chúa Trời ngài mở trí mở lòng để anh em hiểu rằng tiếng lạ thực sự là một đặc ơn dành cho ai? Cho tất cả con cái của ngài. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời muốn nói chuyện trực tiếp không phải chỉ với một vài người đặc biệt, nhưng với tất cả con cái của ngài. Anh chị em hiểu không? Có một số người nói rằng ồ, chắc tiếng lạ này chỉ dành cho một vài người chứ không phải cho tôi. Không đâu, tiếng lạ này dành cho tất cả những ai tin. Anh em đọc thấy không ạ? Ai tin ta sẽ lấy danh ta trừ quỷ ... dùng tiếng mới mà nói. Tất cả những ai tin đều có thể dùng tiếng mới mà nói. Vì sao vậy? Vì Chúa muốn nói chuyện trực tiếp với dân ngài. Chúa ban đầu muốn điều đó, nhưng dân Israel bội nghịch. Cuối cùng thì Chúa phải nói chuyện với ai? Với Môi-se, với A-rôn. Chúa chỉ nói chuyện với ai? Các vua, thầy tế lễ, nhà tiên tri. Còn dân sự của Chúa thì không nói được. Nhưng trong tân ước này khác đi. Qua sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, mọi con dân của Đức Chúa Trời có thể nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời, có thể trao đổi trực tiếp với Đức Chúa Trời và nhận sự chỉ dạy trực tiếp với Đức Chúa Trời, không tay vị bất cứ một người nào. Vì sao? Vì hãy ai tin nghe thì dùng tiếng mới mà nói. Ai tin nghe thì Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống người đó, người đó sẽ nhận lãnh Thánh Linh, khởi sự nói tiếng tiếng khác như Đức Thánh Linh cho mình nói. Anh em hiểu không ạ? Đây là một đặc ơn. Người nào nói thì đó là nói trực tiếp với Đức Chúa Trời. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em nha. Và bây giờ tất cả anh chị em mình hãy cầu nguyện. Những ai chưa nói tiếng mới hãy khao khát được nói tiếng mới buổi tối hôm nay qua sự nhận lãnh Đức Thánh Linh. Amen. Qua sự nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em ngay bây giờ. Rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho những người bệnh, những người đau yếu, những người bị quỷ ám, những người có những nhu cầu. Ok. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Cái này rất là đặc biệt. Anh chị em mà không có đón nhận món quà này thì quả thật là thiệt thòi. Rất thiệt thòi. Ok chưa? Rất thiệt thòi. Rồi, bây giờ tất cả anh chị em, những người tin hãy nói với Chúa. Chúa, con khát khao Thánh Linh của ngài. Con khát khao được đổ đầy Thánh Linh của ngài buổi tối hôm nay. Con tin rằng khi Đức Thánh Linh giáng trên con thì con sẽ khởi sự nói tiếng khác như Đức Thánh Linh cho con nói. Vì điều này đã xảy ra ở các môn đồ đầu tiên thì con cũng có thể nhận lãnh được điều đó. Con tin rằng 120 môn đồ đầu tiên được nhận lãnh Thánh Linh thế nào thì con cũng nhận lãnh thế ấy. Lạy Chúa, hãy giáng trên con giờ này. Lạy Chúa, hãy giáng Thánh Linh ngài trên con giờ này. Giáng Thánh Linh ngài trên con giờ này. Con chờ đợi rằng con sẽ nhận lãnh được đổ đầy và con sẽ khởi sự nói tiếng khác như Đức Thánh Linh cho con nói. Nhân danh Chúa Giê-xu, con từ chối tất cả những sợ hãi nghi ngờ. Con từ chối tất cả những giáo lý sai trật, những sự dạy dỗ sai trật mà con đã nhận trước đây. Con xin Chúa tha thứ cho con bởi những cái sự chống đối, những sự nghi ngờ, những cái sự thờ ơ, những sự lạnh nhạt đối với ân tứ siêu việt này. Và con đã làm buồn lòng của ngài vì ngài muốn nói chuyện trực tiếp với con. Lạy Chúa, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, con xin Chúa tha thứ và rửa con bằng huyết Chúa Giê-xu. Và giờ này con mở lòng đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hãy đổ đầy con, đổ đầy con, đổ đầy con, đổ đầy con. Anh em mà đón nhận đi ạ. Đổ đầy con,
Anh em hãy nói rằng đổ đầy Thánh Linh cho con đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời, con đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời, con xin đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Anh em mở miệng mình ra và ngợi khen Chúa. Hallelujah, con đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hallelujah, con đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu. Anh em hãy nhận lãnh Thánh Linh của Chúa, hãy nhận lãnh Thánh Linh của Chúa. Oh hallelujah, hãy nhận lãnh Thánh Linh của Chúa. Ho harama sai karama kateribi koroma kasada hekarama kosokontoribi karakasada. Hãy nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đón nhận trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Và Chúa Thánh Linh sẽ cho anh em một dấu hiệu bên trong tấm lòng. Anh chị em sẽ khởi sự nói tiếng tiếng như Đức Thánh Linh cho anh chị em nói. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi nói rằng Chúa đổi đời anh chị em, Chúa đổi đời anh chị em, Chúa Thánh Linh đổi đời anh chị em, Chúa Thánh Linh tràn ngập anh chị em giờ này. Thân của Đức Chúa Trời giáng trên anh chị em giờ này. Thân của Đức Chúa Trời giáng trên anh chị em giờ này. Và sự anh chị em chờ đợi đó là khởi sự nói tiếng tiếng như Đức Thánh Linh cho mình nói. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng, đổ đầy. Tất cả những ai nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này hãy được đầy dậy Đức Thánh Linh. Tiếp tục lên chị em, tiếp tục ngợi khen Chúa và khởi sự nói tiếng khác nào. Anh chị em đừng ngại, đừng lo lắng, mượn lửa anh chị em sẽ nói một thứ tiếng hoàn toàn không phải tiếng Việt. Anh em sẽ nói một thứ tiếng hoàn toàn không phải tiếng Việt để ngợi khen Chúa. Nói một thứ tiếng hoàn toàn không phải tiếng Việt để ngợi khen Chúa. Hãy nói đi, nói đi, nói lớn tiếng lên, nói lớn tiếng lên. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu, 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 đón nhận trong danh Chúa Giêsu. Oh, karamaksa katerebeko romakara hakarani suhu maramata tadada. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu, đón nhận trong danh Chúa Giêsu. Oh, ramakasa tarakasu taromakan tarakasi tarami kontrobu romakantara. Đón nhận đó đây, đón nhận đó đây, đón nhận đó đây trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh, ramatsa tarakasi taribi kontroba tarakasi tarakaso taromakan tarakasi taramakoso taromada. Tôi nói anh chị em bắt đầu nói một thứ tiếng khác từ trong lòng của anh chị em, nói một thứ tiếng khác trên môi lưỡi của anh chị em, nói một thứ tiếng mà anh chị em chưa bao giờ học bao giờ. Hãy khởi sự nào, khởi sự nào, khởi sự nào. Đó đây. Thánh Linh của Đức Chúa Trời tiếp tục lên chị em, tiếp tục đổ đầy. Thánh Linh ơi, đổ đầy trên danh sự của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, tràn ngập Thánh Linh trên danh sự của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy biến dân Ngài trở thành dân thầy tế lễ của Ngài. Hãy biến dân của Ngài trở thành dân nói chuyện trực tiếp với Ngài trong thứ tiếng mới. Hãy nói biến dân của Ngài trở thành dân được gây dựng trong sự siêu nhiên của Ngài, lắng nghe Ngài, bước theo ý chỉ của Ngài. Hãy được đây Thánh Linh của Chúa giờ này. Hãy được đây Thánh Linh của Chúa giờ này. Hãy được đây Thánh Linh của Chúa giờ này. Hãy được đây Thánh Linh của Chúa giờ này. Đón nhận nữa đến chèm. Tôi biết Thánh Linh đang thăm viếng chèm giờ này. Thánh Linh đang thăm viếng trên giờ này. Đừng sợ hãi. Đừng nghi ngờ. Đừng nghĩ rằng đây là mình tự nói ra. Không có đâu. Thần ở trong anh em nói ra. Tâm linh của anh em nói ra thứ tiếng đó. Hãy mạnh dạn mở miệng lưỡi mình ra và ngợi khen Chúa trong thứ tiếng khác nào. Tôi biết rằng Thánh Linh đang giáng trên em rồi. Thánh Linh đã giáng trên em một cách đầy dẫy rồi. Mở miệng mình ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng nào. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục nào. Những ai đang nói đó hãy nói đi. Những ai đang nói hãy nói trong tiếng ra, nói mạnh mẽ lên trong tâm thần. Anh chị em bắt đầu nói rồi. Trong tâm thần anh chị em bắt đầu nói rồi. Trong tâm thần anh chị em bắt đầu nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời rồi. Nói tiếp lên chị em. Chúa đang lắng nghe. Chúa đang rất hài lòng về điều này. Chúa đang rất vui mừng khi được giao tiếp trực tiếp với anh chị em. Chúa thật sự thỏa lòng khi anh chị em nói chuyện trực tiếp với Ngài trong tiếng mới. Đổ đầy và khởi sự nào. Đổ đầy và khởi sự nào trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi anh chị em. Tiếp tục nào. Đổ đầy trong danh Chúa Giêsu. Oh hallelujah. Oh ramasaitara. Tôi cầu nguyện cho hết thảy anh chị em. Bắt đầu nhận Thánh Linh, lấy dậy Thánh Linh và nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh ban cho mình nói. Oh hallelujah. 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 Tôi đọc một vài câu kinh thánh ở đây cho anh chị em nghe. Công vụ chương 8 câu 14. Các sứ đồ ở tại thành Jerusalem nghe tin xứ Samari đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời, bèn sai Phi-rơ và dân đến đó. Hai người tới nơi cầu nguyện cho các môn đồ mới để cho được nhận lấy Đức Thánh Linh. Vì Đức Thánh Linh chưa giáng xuống trên một ai trong bọn đó, họ chỉ nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu phép báp têm thôi. Phi-rơ và dân bèn đặt tay lên trên các môn đồ thì đều được nhận lấy Đức Thánh Linh. Anh chị em thấy chưa? Họ chỉ tin và nhận phép báp têm bằng nước thôi, chứ chưa nhận lãnh phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nhưng khi Phi-rơ và dân đến đó cầu nguyện xong, đặt tay lên họ thì Đức Thánh Linh giáng xuống. Và anh em đọc tiếp vài chương ở trong, lập tiếp vài chương trong công vụ chương 10, ta đọc cho anh chị em nghe. Câu 44. Khi Phi-rơ đi nói,
thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì, bèn là những kẻ đồng đi với Phi-rơ đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngọi nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngọi quốc quốc khen ngợi Đức Chúa Trời. Đây, đây là lúc Phi-rơ chỉ vừa rao giảng thôi đó, mà Đức Thánh Linh giáng trên tất cả những người nhà ở trong ông thầy đội cọc này. Và sao làm sao họ biết được là những người này nhận Đức Thánh Linh? Bởi vì họ nghe những người này nói tiếng lạ, nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Anh chị em thấy chưa? Rất là cần thiết cho anh chị em nhận lãnh Thánh Linh, phải không ạ? Rất cần thiết. Rồi, Công vụ sứ đồ chương 19, Công vụ sứ đồ chương 19. Anh em thấy nè, ở đầu anh chị em nghe. Trong khi Apollo câu 1 đó ở thành Corinto, Phaolô đi khắp những miền trên rồi xuống thành Ephesus, gặp một vài người môn đồ ở đó, người hỏi rằng: "Từ khi anh em tin có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?" Trả lời rằng: "Chúng tôi cũng chưa có nghe Thánh Linh nào." Người lại hỏi: "Vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào?" Trả lời rằng: "Phép báp têm của dân." Phaolô bèn nói rằng: "Dân đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội, mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin Đức Chúa Giêsu. Chúng nghe thấy như lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cầm hết thảy độ 12 người." Anh chị em thấy không ạ? Họ tin Chúa rồi, họ làm môn đồ rồi, nhưng họ chưa biết Thánh Linh và chưa nhận lãnh Thánh Linh. Và dấu hiệu cho thấy rằng họ chưa nhận lãnh Thánh Linh có nghĩa là họ chưa nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri bao giờ, họ chưa có cái kinh nghiệm này bao giờ. Và khi Đức Thánh Linh giáng trên họ bởi sự đặt tay của sứ đồ Phaolô, thì họ đã khởi sự nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Cho nên nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời là dấu hiệu bất di bất dịch, và rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh cho biết rằng một người đã nhận lãnh báp têm Thánh Linh, cho biết rằng Đức Thánh Linh đã giáng trên người đó bằng cách thấy, bằng chứng là thấy người đó nói tiếng lạ, nói tiên tri và ngợi khen Đức Chúa Trời. Một cái biểu hiện vật lý siêu nhiên này chỉ có được ở trên những tín đồ tân ước, là những tín đồ nhận lãnh Đức Thánh Linh. Anh em thấy không ạ? Đây là Kinh Thánh. Một lần nữa, tất cả 470 anh chị em đang có mặt ở nơi này, những anh chị em chưa bao giờ kinh nghiệm một lần trong đời mình được Đức Thánh Linh giáng xuống và nói thứ tiếng mới, thì ngay giờ này một lần nữa tôi muốn anh chị em đó hãy cầu nguyện theo tôi nha. Cầu nguyện theo tôi. Tôi cầu nguyện cho anh em để anh em nhận lãnh Thánh Linh. Tôi không có động gì vào người anh chị em hết á. Đức Chúa Trời sẽ ban Thánh Linh cho anh chị em tại phòng anh chị em ngồi. Một lần nữa nè, những ai chưa nhận lãnh, hãy lặp lại lời cầu nguyện của tôi một cách hết lòng bằng cách nhắm mắt mình lại. Đức Chúa Trời ơi, con ngồi đây để nhận lãnh Đức Thánh Linh. Con tin rằng khi con tin Chúa Giêsu, con có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh. Con tin rằng cái biểu hiện để nhận lãnh Thánh Linh là con sẽ được thần giáng xuống và khởi sự nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời một cách siêu nhiên. Đức Chúa Trời ơi, hãy giáng Thánh Linh Ngài trên con giờ này. Con cầu xin Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ, hãy giáng Thánh Linh Ngài trên con giờ này. Và con mong đợi rằng con sẽ lập tức nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri giờ này. Giáng xuống trên con, lạy Chúa. Đổ đầy con, lạy Chúa, Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Con đón nhận trong danh Chúa Giêsu. Con đón nhận trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa Giêsu ban Thánh Linh cho con. Con cảm ơn Chúa Giêsu đấng ban Thánh Linh Ngài cho con. Hallelujah. 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 Tôi nói anh chị em hãy bắt đầu đón nhận nào. Đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Và khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh ban cho mình nói. Khởi sự nói thứ tiếng khác như Đức Thánh Linh ban cho mình nói. Tôi tin xác quyết rằng thần Chúa đã giáng trên anh chị em rồi. Thần Chúa đã giáng trên anh chị em rồi. Thánh Linh giáng trên anh chị em rồi. Bắt đầu ngợi khen Chúa nào. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa nào. Ngợi khen Chúa một cách mạnh mẽ trong thứ tiếng mới trong cổ họng của anh chị em. Thứ tiếng mới trong lòng của anh chị em. Hãy ngợi khen Đức Chúa Trời nào trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Tất cả những người có đau bệnh, những người đau nhất, những người bị ma quỷ ức hiếp, là hơn ai hết anh chị em cần nhận lãnh Đức Thánh Linh buổi tối hôm nay. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng một người nhận lãnh Thánh Linh, bệnh tật lập tức biến mất. Những căn bệnh như đau đầu, mất ngủ, ma quỷ, ác mộng, hoang tưởng lập tức biến mất. Những con người bất an, lo âu, sợ hãi lập tức được trở thành một con người bình an dạng dĩ khi Đức Thánh Linh giáng lên. Cho nên tôi khích lệ tất cả những ai đang bệnh tật đau yếu bị ma quỷ giờ này, cũng hãy quỳ gối xuống và nói: Chúa ơi, đổ Thánh Linh Ngài trên con giờ này. Đổ Thánh Linh Ngài trên con giờ này. Đổ Thánh Linh Ngài trên con giờ này. Ban cho con khởi sự nói tiếng khác như Đức Thánh Linh
cho con nói. Lạy Chúa, con quyết nhận được Thánh Linh buổi tối hôm nay. Con quyết trở thành dân thầy tế lễ của Ngài trong buổi tối hôm nay. Con quyết được nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời trong tâm thần mình buổi tối hôm nay bằng thứ tiếng mới. Trong danh Giê-xu, anh em hãy nhận nào. Nhận nào, nhận nào, nhận nào, nhận nữa nào, nhận nữa nào, nhận tiếp tục nào. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Đón nhận nào, 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 đón nhận nào. Mời ngài đang nói thì hãy nói tiếp tục nào. Nói tiếp tục là, nói tiếp tục là, nói tiếp tục là, trong danh Chúa Giêsu quyền năng nè, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mẹ ngài đang nói hãy nói tiếp tục là, nói tiếp tục là, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy nè. Tôi nói anh chị em, bệnh tật nó phải đi, ma quỷ nó phải đi, mọi quyền lực Satan phải đi dưới sự giáng đổ của Thánh Linh ngài. Mọi con quỷ phải bị phán xét giờ này, mọi bệnh tật phải rời khỏi thân thể anh chị em giờ này. Những bệnh lo âu, đau đầu, mất ngủ, hoang tưởng, đau đớn phải rời đi giờ này, rời đi giờ này. Ta ra lệnh mình rời đi giờ này. Thân của Chúa đổ trên dân sự của ngài, thân của Chúa đổ trên dân sự của ngài, thân của Chúa đổ trên dân sự của ngài, thân của Chúa đổ trên dân sự của ngài giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hỡi Satan, ta trói buộc mày, hỡi Satan, ta phán xét mày. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mọi con quỷ của địa ngục, hãy nghe ta nói đây, mày phải rời khỏi những thân thể này. Mọi con quỷ của địa ngục, ta trói buộc mày. Con quỷ bệnh tật, ta trói buộc mày. Con quỷ bất an lo lắng loạn nghịch, ta trói buộc mày. Con quỷ có sự dâm dục nghiện ngập, ta trói buộc mày. Con quỷ có sự mất ngủ nợ nần đau đớn giới hạn thất bại, ta trói buộc mày. Trong danh của Giêsu, Thánh Linh giáng xuống để phán xét mày. Thánh Linh giáng xuống để phán xét mày Satan, phán xét tội lỗi của mày Satan, phán xét những việc làm gian ác của mày Satan. Đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tất cả những người nam người nữ hãy được đây dạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người được đây dạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu, đón nhận, đón nhận, đón nhận, đón nhận. Và mọi bệnh tật phải được chữa lành, những bệnh bại liệt phải được chữa lành, những bệnh mất ngủ phải được chữa lành, những bệnh trong tim mạch, trong thận, trong gan phải được chữa lành, những bệnh trong bao tử, trong máu, trong huyết, trong xương phải được chữa lành, những bệnh màng tính, những bệnh tai mũi họng phải được chữa lành, những bệnh trong hệ thống hô hấp phải được chữa lành. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đổ đầy. Tôi nói cho anh hãy đây dạy Thánh Linh, 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 đây dạy Thánh Linh. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, đổ đầy Thánh Linh giờ này, đổ đầy lên trên, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy, đổ đầy. Con cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Tiếp tục lên trên, tiếp tục nào, tiếp tục. Anh chị em hãy mở môi miệng ra mà nói: Cha ơi, hãy đổ đầy Thánh Linh cho con, đổ đầy Thánh Linh cho con, đổ đầy Thánh Linh cho con. Tiếp tục làm đây dạy con Thánh Linh từ Đức Chúa Trời. Anh em hãy mở lòng đón nhận nào, mở lòng đón nhận nào, mở lòng đón nhận nào. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi truyền lệnh cho toàn bộ những quỷ sứ, toàn bộ những con quỷ nào đang hành động trong tâm trí, đang hành động trong thân thể, đang hành động trong cuộc sống, đang hành động trong gia đình, đang hành động trong tư tưởng, đang hành động trong những việc làm, trong lối sống của tất cả những người đang nghe và chịu ảnh hưởng những lời cầu nguyện này. Trong danh Giêsu, ta trói buộc mày Satan, ta trói buộc mày Satan, ta phá hủy mày Satan, ta bẻ gãy mày Satan. Tất cả những quyền lực này rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Trong danh Chúa Giêsu, những linh chống lại Đức Chúa Trời, những linh chống lại Đấng Christ, ta phán xét mày giờ này, ta hủy phá mày giờ này, ta quá trách mày giờ này, quá trách mày giờ này. Rời đi Satan, rời đi Satan, và những linh bệnh tật rời đi, những linh loạn nghịch rời đi, những tà linh chống đối lại Chúa rời đi, những tà linh của sự nghèo đói, giới hạn, thất bại, tà thuật, bùa chú, bùa ngải rời đi, những linh bối khoa, bối toán lên đồng rời đi, những tà linh của sự thù hận rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta trói buộc mày, trói buộc mày, trói buộc mày, trói buộc mày. Ta ra lệnh cho mày Satan rời đi, ta ra lệnh cho mày Satan và những độc tố của mày, hãy ra khỏi toàn bộ những người đang bị mày ám giờ này. Hãy trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy trao ra trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi độc tố của mày hãy rời khỏi họ giờ này, mọi độc tố của mày hãy rời khỏi họ giờ này. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu, những độc tố mất ngủ, những độc tố của cái sự đau đầu, những độc tố của cái sự đau bụng, những độc tố của sự ung thư, những độc tố của những bệnh mãn tính, ta ra lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi. Anh em hãy cộng tác với tôi nha. Những anh chị nào đang có những biểu hiện của ma quỷ, hãy cộng tác với tôi. Những biểu hiện của nó có thể là sự khó chịu, nhức đầu, tự nhiên thấy nặng trong đầu, hoặc là thấy bị nôn ói, ho khạc, thấy tự nhiên ngáp, chảy nước mắt, nước mũi. Hãy nói lớn tiếng lên trong danh Giêsu, mày Satan, ta nói không với mày. Mày phải ra khỏi thân thể của ta giờ này. Mày phải ra khỏi thân thể của ta giờ này. Mày phải ra khỏi thân thể của ta giờ này. Mày phải ra khỏi thân thể của ta giờ này. Nói lên trên, nói lớn tiếng để cho anh em được tự do. Và anh em hãy nói: Thánh Linh ơi, chiếm hữu con. Thánh Linh ơi, đây dậy mà chiếm hữu môi miệng của con. Thánh Linh ơi, hãy phát ra tiếng của Ngài qua môi miệng của con. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, nói lên trên,
nói được làm thinh. Đây là cơ hội cho anh em được phước, cơ hội cho anh em được tái đổ đầy, cơ hội để anh em được bắt tay một Đức Thánh Linh, cơ hội để anh em được nói chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đây, anh em cầu nguyện đi nào, cầu nguyện tiếp nào, cầu nguyện tiếp, cầu nguyện nào. Kinh Thánh chép trong Gia Cơ chương 4 câu 6: hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Anh em nhớ không ạ? Cho nên mình làm gì? Mình hãy phục Đức Chúa Trời bằng cách gì? Đổ đầy Đức Thánh Linh, đổ đầy Đức Thánh Linh, đổ đầy để cho mình có thể gì? Sống theo ý Ngài, hiểu được lời Ngài, bước đi theo lời Ngài, tái đổ đầy Đức Thánh Linh. Và anh em hãy ra một mảng lĩnh cho Satan phải cút ra khỏi đời sống của mình. Anh em hãy đổ đầy Thánh Linh đi, tràn ngập Thánh Linh đi, tràn ngập Thánh Linh trên mình để trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nói lên vậy, tiếp tục nào, tiếp tục nào, đừng ngừng lại, đừng ngừng lại, đừng ngừng lại. Ôi, Thánh Linh đang vận hành, Thánh Linh đang tiếp tục vận hành. Đừng để ý với bất cứ điều gì, đừng để ý với lời nói gì ở trên mạng giờ này. Đừng, hãy tập trung vào Đức Chúa Trời, hãy tập trung vào Đức Chúa Trời và hãy nói: Thánh Linh ơi, đổ đầy con. Thánh Linh ơi, đổ đầy con và giúp con có thể nói chuyện trực tiếp với Ngài qua ngôn ngữ mới. Giúp con trực tiếp nói chuyện với Ngài qua ngôn ngữ mới, qua sự đầy dẫy Thánh Linh, bắt tay Thánh Linh buổi tối này, nhúng chìm con trong Thánh Linh buổi tối này. Cầu nguyện lên, cầu nguyện. Và những ai đang có những tác động tiêu cực của Satan như đau đầu, nhức óc, bệnh tật đau chạy chỗ này chỗ kia, anh em hãy ra lệnh cho nó, ra lệnh cho nó rời khỏi thân thể của mình, rời khỏi tâm hồn của mình. Ra lệnh cho nó, mày nói Satan, anh em nói Satan, mày, ta không chấp nhận mày trong cơ thể của ta, rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục chống trả trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị tiếp tục cầu nguyện nào. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục nào. Đừng dừng lại. Tôi đang nhìn thấy trong tâm linh rằng có rất nhiều anh chị em bắt đầu khởi sự nói tiếng mới nãy giờ, nhiều lắm. Wow, rất nhiều anh chị em được Thánh Linh thăm viếng và nói tiếng mới đầy khắp các phòng trong giờ này. Và những cái quyền lực của Satan bắt đầu biểu lộ, cũng trên nhiều người, anh chị em hãy cột trói nó, anh chị em hãy ra lệnh cột trói nó và được tự do. Những bệnh tật biến mất, những nặng nề đau đầu nhức óc mất ngủ biến mất khi được Thánh Linh giáng trên anh chị em. Những đau đớn thể chất nó không còn có chỗ nữa, những đau đớn về tinh thần cũng không còn có chỗ nữa. Cái điều quan trọng cốt lõi là anh em phải được đầy dẫy Thánh Linh buổi tối này với lòng bình an, vui mừng, ngợi khen và chúc tán Đức Chúa Trời trong ngôn ngữ thiên đàng mà tôi vừa mới kể cho anh em. Đó là lý do tại sao tín đồ tân ước phải nói tiếng mới, tín đồ tân ước phải nói lời mầu nhiệm trực tiếp với Đức Chúa Trời. Lẽ nào anh em không khát khao điều đó sao? Hãy mở môi miệng mình ra và nói: Thánh Linh ơi, đầy dẫy con uống Thánh Linh của Ngài giờ này, con không sợ, con không nghi ngờ gì nữa, con uống Thánh Linh của Ngài và con sẽ nói thứ tiếng của Ngài giờ này, con nói thứ tiếng từ trời của Ngài giờ này trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói anh chị em hãy nói đi, hãy đầy dẫy Thánh Linh đi, hãy tiếp tục ngợi khen Đức Chúa Trời đi và được tự do. Mọi bệnh tật của anh chị em được chữa lành, mọi con quỷ trên đời sống của anh em sẽ bắt đầu nó rung chuyển và nó phải rời đi. Tôi nói anh chị em không có con quỷ nào mà nó có thể ở dưới sự hiện diện của Đức Thánh Linh đó. Tất cả đều phải bỏ chạy hết, không có một cái thứ gì mà nó có thể nó ở lại trên con người mà đầy dẫy Thánh Linh hết. Cho nên cái mấu chốt, cái điểm quan trọng là gì? Anh em phải được Thánh Linh thăm viếng và đổ đầy. Đó là mấu chốt vấn đề. Amen ha. Amen. Hãy học cách ở trong sự hiện diện của Chúa và nắm lấy đấng ban ơn cho mình. Đó là Thánh Linh của Chúa, đấng ban ơn cho mình để mình được tự do, để mình được hành thông, để mình được chữa lành, để mình được phước hạnh ở trong Chúa. Nên mà cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa thật nhiều. Và buổi hôm nay Chúa làm gì cho anh chị em? Hãy ghi xuống cho tôi vài câu để tôi đọc thấy những điều mà Chúa làm cho anh chị em vừa rồi để tôi được khích lệ coi nào, anh chị em. Dạ, Chúa làm gì cho anh chị em nào? Chúa thăm viếng anh chị em ra sao? Tái đổ đầy Thánh Linh em thế nào? Em nói tiếng mới ra làm sao? Điều gì xảy ra trong tâm hồn của anh chị em khi được cầu nguyện nào? Nên hãy ghi xuống để tôi được khích lệ coi nè. Tôi biết Chúa vừa rồi rất ban ơn cho anh chị em qua buổi tối hôm nay. Thần của Chúa thăm viếng dân sự của Ngài. Và như Kinh Thánh tôi chia sẻ đó, Ngài ao ước được trò chuyện trực tiếp với dân sự của Ngài, từng người một ở trên dân này, từng người một nha, không phải những người đặc biệt đâu, mà từng người Chúa đều muốn nói chuyện. Không phân biệt lứa tuổi, màu da, sắc tộc, trình độ văn hóa, nam nữ, không. Chúa muốn nói chuyện với từng người trong tâm thần, với lời mầu nhiệm. Nào, anh chị em hãy làm chứng nè. Tôi đang chờ để đọc những lời chứng của anh chị em. Wow, cảm tạ Chúa, con được thỏa trong lòng. Wow, cảm ơn Ngài. Dạ, Chúa Thánh Linh thăm viếng đầy dẫy con. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị em. Những phép lạ nào Chúa làm nè, hãy ghi xuống cho tôi cũng được vui cùng với anh chị em nè. Cảm ơn Ngài. Mở miệng nói tiếng mới nhiều hơn. Cảm ơn Chúa. Sự bình an trong tâm hồn con. Cảm ơn Ngài.
tiếp tiếp đây, đó cũng là phước đấy, sự bình an là phước đấy anh chị em. Tiếp đây anh chị em ghi xuống đây nào, cảm ơn Ngài. Wow, hallelujah. Tiếp nào, tiếp nào, tiếp những lời làm chứng nào, những gì Chúa vừa làm nào. Oh, hallelujah. Khi nói mấy tiếng thì lúc đầu lúng túng, từ từ nói nhanh không ngừng, cảm ơn Ngài, tuyệt vời. Cầu nguyện lắp bắp, nói tiếng lạ rồi, cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Ngài đổ đầy thánh linh, nói tiếng mới rồi, cảm ơn Ngài. Wow, cầu nguyện em được nói tiếng mới nhiều rồi, cảm ơn Ngài. Thấy chưa anh chị em, cảm ơn Ngài, thật lạ lùng. Thật nhiều buổi tối cũng được nói tiếng mới rất nhiều, cảm ơn Ngài, lòng rất nhiều cảm ơn. Wow, cảm ơn Ngài, tiếp tục đi. Tối hôm nay làm gì có Zoom mà vô Zoom. Anh em phải đọc cái thông tin cho kỹ cho, tại ơn Chúa chữa lành của mọi sự. Khi nhóm khó chịu thì biến mất, sự bình an Chúa chiếm hữu con. Thánh linh của Ngài đầy dậy trên con, amen. Ồ, lần thứ ba nhưng vẫn còn ngáp và chảy nước mắt, không sao. Khi cầu nguyện đổ đầy thánh linh, người cũng nóng lên. Wow, tại ơn Ngài, con được khích lệ và rất trong khi sự cầu nguyện, cảm ơn Ngài. Khi sự cầu nguyện con đã nhận thánh linh và nói tiếng mới, amen. Cảm ơn Chúa, sự bình an và niềm vui đến với con, amen. Cảm ơn Ngài. Anh em thấy không? Tôi nói anh chị em á, Đức Chúa Trời rất muốn nói chuyện trực tiếp với dân sự Ngài. Để chi? Để Ngài ban phước cho dân sự của Ngài. Thật ra cái con người mà nói chuyện với Chúa đó trực tiếp đó, nó rất là phước anh chị em. Mình nói chuyện với vua cũng là được phước rồi. Đây mà mình nói chuyện với vua muôn vua. Anh em thử nghĩ đi. Anh em có một cuộc hẹn với thủ tướng, với tổng thống đi, anh em có sướng không? Rất là vinh dự và sướng phải không ạ? Nhưng mà đây là mình đang nói chuyện với ai? Trực tiếp với ai? Vua muôn vua. Đó là lý do anh em phải nói tiếng mới. Rồi, con được bình an. Tiếp tục lên cho em, tôi rất là thích đọc những cái dòng comment của anh chị. Wow, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Môi miệng còn nói ríu rít nhưng không hiểu là nói gì. Wow, thế là tuyệt vời rồi. Vì không ai hiểu cơ mà, trong tâm thần nói lời mầu nhiệm với Đức Chúa Trời cơ mà. Wow, tạ ơn Chúa, đừng yên, không có cần cái điều đó. Miễn sao anh em nói chuyện với Chúa và Chúa hiểu anh em là tốt rồi. Khi cầu nguyện một tiếng lạ, lòng con bình an vui mừng. Được rồi, tiếp tục lên cho em. Tiếp tục đi. Wow, tạ ơn Ngài. Nào, 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 tạ ơn Chúa, con đã nói thêm tiếng lạ. Con đã nói hai thứ tiếng. Wow, cảm ơn Chúa, hồi thánh. Tôi đã nói được tiếng lạ, Phạm Mơ đã nói tiếng lạ, anh em thấy chưa? Wow, chữa hết đau đầu, Phạm Thị An được hết đau đầu. Hồi tối hôm qua con nằm mơ gì đó, nhanh quá, con đã được bắt tên tiếng mới, con khao khát kinh nghiệm sự mầu nhiệm trong khi cầu nguyện hơn nữa, cảm ơn Ngài. Dạ, tạ ơn Chúa thật là nhiều. Cảm ơn Chúa thật là nhiều, quá nhiều phước hạnh của tối hôm nay. Khi con cầu nguyện, Chúa đưa tay lên, con lên cao hơn để ngợi khen Chúa, amen. Con được bình an thật sự trong lòng, cảm ơn Chúa, amen. Con cảm ơn Chúa, con được bình an, amen. Cảm ơn Ngài, tạ ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Ok anh chị em, rất tuyệt vời, anh chị em cứ đi tiếp đi. Ok, bây giờ thì đã đến lúc chúng ta sẽ kết thúc buổi học Kinh Thánh tối nay. Và tôi cầu chúc cho anh chị em tiếp tục tiến lên trong cái ơn này. Và tôi có lời khuyên dành cho những anh chị em đã nói được thứ tiếng mới, thứ tiếng thiên đàng qua sự bắt tay mà Đức Thánh Linh. Anh chị em ơi, mỗi ngày hãy dành nhiều thời giờ, nhiều nhất có thể, anh em nói tiếng lạ. Cứ nằm ngồi và ôi trời, con cảm ơn Ngài. Oramasai kantarakashi boromarara hekaramataramasai taramakosokodoromakasai ekataramakasokodoromakasokantaramakaseta akaramakasokodoromakachakatarakasi taramakasitara. Cứ nói. Và khi anh em nói đó, mà trong đầu anh em nghĩ về người nào thì anh em biết rằng á, Chúa đang dẫn dắt anh chị em cầu nguyện cho người đó. Anh chị em nghĩ về chuyện gì đó, có thể Chúa đang dẫn dắt anh em cầu nguyện về điều đó, mặc dù anh em không hiểu ngôn ngữ này, không ạ? Anh em càng nói tiếng mới như vậy, tâm linh nên càng được đầy dẫy, đầy dẫy, đầy dẫy, và sự bình an lạ lùng nó đến, sự vui mừng không thể lý giải nó sẽ đến, sức mạnh tâm linh mạnh mẽ nó đến, quyền năng tất cả những điều tươi mới nó đến. Anh em hiểu không ạ? Mỗi một ngày anh em phải nói càng nhiều càng tốt, nói 3-4 tiếng đồng hồ bằng tiếng mới cho tôi. Nếu anh em có thời gian, anh em đi trên đường cũng nói tiếng mới giùm tôi, đi trên xe máy cũng nói tiếng mới giùm tôi, cứ đeo khẩu trang vào và nói thôi, nói trên xe buýt, nói lúc đi đường, nói đến lúc đi làm việc, anh cứ nói, chai cấm anh em được cả, không ạ? Và càng nói tiếng lạ anh em càng được xây dựng. À, tôi chia sẻ kinh nghiệm đời sống thôi, tôi nói tiếng lạ thôi nhiều lắm, tôi nói miết thôi, cứ có thời giờ suy nghĩ rảnh rỗi là nói. Để làm chi? Để mình được gây dựng, để mình được xây dựng, và mình đang giao tiếp với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ truyền những tư tưởng của Ngài cho mình, dẫn dắt mình để cầu thay cầu nguyện cho ai đó anh em ha. Cứ ngồi xuống cái là
Cứ nói vậy anh chị em. Tao nói anh chị em nghe nè, anh chị em mà nói được như vậy càng nhiều, Satan nó sợ lắm, nó sợ vô cùng. Satan nó không thể chịu đựng được những người nói tiếng mới, không chịu được, không bao giờ nó chịu được. Nó nổi sung lên và nó bảo nó chạy, sợ hãi bỏ chạy. Cho nên anh chị em ơi, hãy cứ phải nói, em anh chị ạ, phải cứ nói. Cảm ơn Ngài nha, xin Chúa ban phước cho tất cả các bạn chị em. Và hẹn anh chị em vào tối thứ sáu tuần này, dâm thì vẫn như thường lệ ha. Chúng ta vào lúc 17 giờ, 19 giờ chúng ta sẽ nhóm họp trình dâm. Nhóm học trình dâm chỉ có tối thứ sáu thôi, nên nhớ chưa đó. Thứ tư là chúng ta nhóm trên livestream này với bài học kinh thánh rồi. Và cũng phải nhắc anh chị em, những anh chị em nào ở gần khu vực thành phố Hồ Chí Minh hay lân cận muốn được thờ phượng Chúa cùng hội thánh nhà muôn dân, muốn được thông công cùng hội thánh nhà muôn dân, muốn được cầu nguyện chúc phước giúp đỡ trong những vấn đề của mình cùng với những anh chị em trong hội thánh nhà muôn dân đó, thì tối thứ năm và tối thứ bảy lúc 19 giờ ha, chúng ta có buổi nhóm tế bào. Anh chị em lên cái trang nhà muôn dân để thấy cái thông tin trên đó đó, thấy thông tin trên đó, và anh chị em sẽ gọi điện và có thể tham gia vào buổi nhóm để được giúp đỡ. Ok, và xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em nha. Xin Chúa ban phước. Một lần nữa tôi cầu Đức Chúa Trời ban cho anh chị em đầy ơn, đầy dẫy sự khôn ngoan, sức mạnh, phước lành của Ngài, phước lành của Ngài. Oh hallelujah. Wow, con người vừa cầu nguyện lại nói đó, một sự cầu nguyện tiếng lạ, con bị nông ói luôn. Ma quỷ nó không chịu được, nên là anh chị em phải cầu nguyện tiếng lạ nhiều vào nha. Tôi chào tạm biệt anh chị em giờ này, xin Chúa ban phước nè. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.